và cô chú ơi. Đó, buổi chiều của hai chị em mình được tô canh chua nha. Mình thả lại cái, thả cái lưu kiếm này thôi. Vô nhà nấu ăn chua thôi nha cả nhà ơi. Chưa mà Hằng đang hàm ốc đó, để Hằng mò mớ ốc để vô nhà lột ăn cả nhà ơi. Đó, nhìn đã rồi chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 con. Thôi bây giờ mình kiếm thêm mớ ốc nha cả nhà. Khoảng chừng 20 con là dư sức ăn rồi. Ê, có nãy ơi. Đây nè. Có nãy ơi, chịu khó một chút nãy ơi. Chịu khó, chị đang hèm ốc đó, bắt xíu hả? Quá trời luôn nè bác hả ơi. Đưa tay xuống thôi là một đống luôn lừ luôn. Nè, cắt cũng nhiều, ốc cũng nhiều. Mấy ốc này chắc nhỏ. Ốc này nhỏ, ốc bên cưng hả? Ừ. Lâu lắm rồi, không ăn ốc quắn cả nhà cũng hèm á. Cái này chắc phải ngâm á hả? Tại vì biết ngâm, sao không? Ngâm qua đêm á. Cái này đắt không mà. Đúng rồi. Mình phải ngâm qua đêm á. Ừ. Sao bắt được chiều nay bắt được đêm sáng ăn được. Con bự cũng có đó hả? Ôi nhiều quá nè. Rồi hổm chị cho bắt là không có luôn á. Trời kiếm hổm chừng nè. Ít đi. Ốc ở dưới sông ăn cũng được đó. Gì? Ốc ở dưới sông á. Ờ, ốc dưới sông con nào con nấy bự bự rồi đấy. Bự rồi, ốc đó lột rồi rồi. Ôi má ơi. Cả nhà cùng theo chẳng hạn bắt một món ốc vô ăn nha. Thôi mình lại mấy cái cây thử, dở mấy cây thử có nữa. Chắc chắn là sẽ có rồi. Mấy cây đó nổi nó bám vô nhiều. Thử coi. Nhiều khi nó bám vô cho nó. Nè có đâu. Không, tại cây đó nó trơn quá. Lại mấy cái cây này một cây cũ á. Ai dám mất. Ngồi chơi. Vậy mà không có ta. Thua. Thôi rồi. Lâu lắm mấy thằng mới xuống nước lại được. Cho mấy thằng quậy nữa. Này nè, cái này lâu nè. Ui. Nhưng mà cũng ít cái hải rồi. Chứ không có nhiều, có hai con à. Ốc bu vàng không à. Gì, ốc cái này hiếm rồi. Ồ. Cái này hiếm ốc á. Chơi chứ là bóc cái cây lên là đóng đóng không. Đậy luôn ha. Ừ. Mình thích bắt ốc với hình cây gì nè nó sập. Còn ốc mà bắt dưới đất nó lâu lắm. Phải không? Ngâm qua đêm mới ăn được. Đây đó hả ơi. Chưa, em lấy cái thao với châu múc kìa. Nhìn sạch non luôn ha. Mấy cái cây này trong bò nó lâu nè, chắc là sẽ có. Ôi trời, nó đeo theo mấy cái lá mớp nè. Ôi, 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 ôi. Trời ơi, ốc bùi vàng kìa. Nãy ơi, đã quá, đã quá. Ôi, đã ra chưa. Cho heo, cho heo. Cái này cũ mới ta. Cái này nó gì dở anh chưa ta. Thôi cái này không có luôn á. Không có. Thôi cái này có một con nhặt luôn rồi. Ốc nhỏ thôi nhỉ. Ừ. Mấy con gì thì cũng ăn được á. Mà lãi hơi lâu, ăn không đã miệng. Với lại nó không có con.
vàng ơi, bắt con ốc mà hả? Quên, tưởng nó ốc màu vàng đó bạn. Dột luôn rồi. Mò cũng có đó nè. Nhưng mà kiểu như mình dính đất nhiều quá, mất ngâm lâu. Mò cũng có đó nè. Nhiều lắm luôn á. Nè, mấy con luôn. Chị cái hào quá. Chỉ chừng hai nắm thôi được rồi. Cái cây này lâu rồi, mấy khó rồi. Xuống này nó khô quá à. Nhà quấn mà cô chú ơi có nè. Mấy cái cây mà lâu lâu á nó mới đeo nhiều. Ấy rồi đó. Với lỡ di cư đó trơn, khó quá, khó kiếm nhiều chứ quá. Ừ, khó kiếm. Trước giặt lên là nói chung là chơi được 10 phút nó lục đóng luôn á. Bây giờ kiếm hơi khó, chua ăn rồi nha. Cây được vài con. Thôi vài con cũng đỡ nữa, không có con nào lên sớm nữa. Nè, nếu mà chịu khó mò thì cũng có nè. Có cây không? Cưng đi, cưng đi, cưng có được cây không? Mới thấy cây này nhiều luôn nè. Đạp là móc móc mà không lụm cái cây lên cho chị bắt chàng ơi. Ừ, mấy cây nhỏ nhỏ vậy đâm vô chân á. Nó cây dưới đây nó lâu năm nữa hả? Có nhiều nè. Trời ơi, lâu năm có nhiều thấy ghê. Chắc là... Mình nếm mấy cái cây dưới đây lên. Cây này mới dục đúng không ta? Thôi đi cái hả nhà. Đi dài lại rồi đi lên luôn nè. Như đây chắc lột đủ chị ăn đó hả ơi. Cái đó chị, ốc nhỏ nhỏ á. Chị thì biết cưng cũng không thích ăn ốc, chị chỉ biết cưng thích ăn tôm hùm rồi cua hoàng đế này kia thôi nên chị bắt đủ chị ăn thôi. Thích mà chưa biết cái mùi hai con nó ra sao luôn ấy. Từ từ sẽ biết. Ủa cái này ăn cá sọc chúng ta mình tặng cho một món. Trời ơi có mười mấy con tặng rồi cái hết ăn luôn. Chị ăn khoảng chừng 5 con nè. Quên mò là cái chỗ cây nè. Ôi. Có hả? Con nghĩ thôi có không? Chắc có, chị mới ăn. Hai hai chị em hiểu với nhau rồi luôn á. Nè. Đã chưa? Nãy giờ đi chỗ xa luôn á. Chỗ xa này móc hai nắm luôn. Cây này nãy giờ có mở không ta? Ở nhà đi ở nhà nuôi ốc mà đi bắt ốc ăn mới gai. Không, ốc kia ăn bự nè, ốc nhỏ ăn nó khác. Ốc nhỏ ăn nó ngon hơn ốc bự kia. Ốc bự kia nó dai á.
Năm này ăn giòn. Kẹt quá hay gì mà mò mò ấy.